tiếp tục chuyển động IELTS Circle of Champions 2018 cùng Ocean Edu. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi được đánh dấu tại các chi nhánh Hưng Yên, Royal City, Nam Định, Ninh Bình, Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Cuộc thi vẫn chứng tỏ được sức nóng khi thu hút 1.800 thí sinh tham gia chỉ trong 3 ngày, từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11. Chúng ta cùng điểm qua một số thông tin về cuộc thi vòng loại tuần vừa qua. Ngày 8 tháng 11, tại điểm thi trường Trung học cơ sở Lê Lợi, chi nhánh Hưng Yên với gần 400 thí sinh tham dự. Ngày 4 tháng 11, tại điểm trường Trung học cơ sở Láng Thượng, chi nhánh Royal City đã thu hút gần 350 thí sinh. Ngày 11 tháng 11, tại các chi nhánh Nam Định, Ninh Bình, Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức vòng loại cuộc thi với tổng thí sinh tham dự hơn 1.000 người với sự ủng hộ nhiệt tình của đội ngũ giáo viên nhà trường. Tại điểm trường thi Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, chi nhánh Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 11 đã diễn ra 3 phần thi nghe, đọc, viết. Các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia phần thi nói, được tổ chức vào ngày 17-18 tháng 11 để có kết quả chính xác nhất và bước vào các vòng thi tiếp theo. Thông tin mới nhất về cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh IELTS Circle of Champions 2018 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục để đăng ký tham gia và tìm hiểu thêm về cuộc thi. Vui lòng truy cập trang web http://ocean.edu.vn/IELTS. Chúng ta cùng chờ đón các số tiếp theo của chuyển động IELTS Circle of Champions 2018 tại Ocean Edu nhé!